Mình lấy trải nghiệm của mình ra chia sẻ cùng các bạn. Mình tạo ra rất nhiều kênh về video ngắn, video reel và video trên mạng xã hội. Mình sử dụng nó theo từng chủ đề. Mình làm tới 5-6 chủ đề. Và chủ đề nào mình cũng thu hút người xem rất là nhiều. Và mình chia sẻ cho các bạn trong vòng 2 tuần Facebook nó trả cho mình về video reel là bao nhiêu. Thì các bạn cũng thấy mình chuyên làm về podcast và cái bài tarot. Thì mình bạn thấy nè, trong vòng một tuần lễ là mình kiếm 7 ngày $273. Bây giờ mình thử 2 tuần là 14 ngày bao nhiêu tiền, là $481. Tính ra tiền Việt Nam là khoảng là 15-16 triệu cho 2 tuần. Theo các bạn như vậy có ngon hay không? Xin chào các bạn, một trong những cách mà các bạn có thể phát triển kênh YouTube, Facebook, Instagram, TikTok nhanh chóng nhất là các bạn tạo ra một video ngắn, video reel để chúng ta thu hút người xem. Thì đây là video mình chia sẻ cho các bạn cách bạn tạo ra một cái video để thu hút người xem là như thế nào. Và mình là Cơ Bì, người chuyên gia chia sẻ cho bạn cách kiếm tiền online, đưa cho bạn những cơ hội thật sự để bạn kiếm tiền từ đó. Hiện tại, việc tạo ra video ngắn rất là cạnh tranh trên tất cả các nền tảng. Và tất cả các nền tảng đều tập trung vào việc phát triển cái video ngắn để cạnh tranh với TikTok. Do đó, các bạn phải làm sao mình là có tính cạnh tranh cao nhất có thể. Và dựa vào đâu để một cái video ngắn, video reel nó phát triển ở trên mạng. Đó chính là cái sự bạn giữ chân được người xem. Do đó chúng ta tạo những video thật sự là viral, thật sự giữ chân người xem. Thì đây là một trong cách bạn có thể làm. Chúng ta nắm bắt được cái nào để khiến cho một cái video nó nên hình thành và phát triển là các bạn chú ý vào cái phần là giữ chân người xem. Mình tập trung vào cái kỹ năng này thì nhất định cái video của bạn sẽ được đề xuất ở trên YouTube cũng như tất cả các nền tảng xã hội luôn. Đây là cái điều bạn phải chú ý. Và sau đây là một số mẹo mình chia sẻ cho các bạn cách làm. Đầu tiên, mẫu số 1 là các bạn hãy cắt ngắn những cái đoạn hấp dẫn nhất của mình. Bởi vì khi chúng ta làm càng ngắn gọn là càng tốt. Cái gì mà bạn gói gọn được một câu thì bạn cũng làm luôn. Tại mình đánh nhanh rút gọn bạc, thì từ đó mình mới là thu hút được người xem nha các bạn. Và các bạn phải tập trung vô cái phần nội dung chính của cái video đó. Mình nói thẳng vào vấn đề luôn. Mình không có sử dụng từ nói hay cái gì cảm ơn các bạn hay thanh kiều gì hết các bạn. Tiếp theo là gì không cần. Tại vì càng ngắn là càng bạc như thế nó sẽ thu hút người xem rất là nhiều. Và tiếp thứ hai là các bạn phải biết kể một câu chuyện. Một câu chuyện gì đó cũng được, phải có bài, thân bài và kết bài rõ ràng. Từ cái câu chuyện đó nó mới lôi cuốn người xem. Chứ mình nói một cách băng qua không ý nghĩa gì hết thì người ta không thèm xem đâu nha. Bạn kể một câu chuyện thì cái nhịp độ của các bạn phải là nhanh. Bật. Như vậy để mới hút người xem. Tại vì mình quá chậm thì người ta sẽ không xem đâu. Đó phải là video ngắn rất là nhanh. Trong vòng một phút mình phải kể một câu chuyện rất là nhanh để cho người ta cảm thấy là hứng thú phấn khích. Làm như là bật phải không? Tất cả gì để làm thì người ta cuốn vô. Là từ đó người ta sẽ cuốn vào cái video của bạn. Và người ta không có rời được. Bạn lấy được cái điểm gì? Cái điểm mà họ đã ở lại xem video bạn rất là lâu. Từ đó các bạn dễ được viral nếu bạn sử dụng một cái chiêu thức này. Các bạn phải làm sao cho video của bạn cứ di chuyển liên tục. Zoom ra, zoom vô hoặc là lên xuống gì đó, làm ra bắn lộn lên. Từ đó mới thu hút người xem. Các bạn cái gì mà càng sôi động vui nhộn là càng thu hút người ta. Và điều thứ tư đó chính là các bạn phải để phụ đề. Tại vì không phải ai cũng xem video ngắn, video short đâu các bạn. Mà họ sẽ có thể họ di chuyển trên xe bus hoặc là chỗ đông công cộng đông người. Cái vấn đề các bạn để cái phụ đề như vậy sẽ giúp người ta không cần phải bật tiếng mà người ta vẫn có thể hiểu được video các bạn. Từ đó video các bạn cũng được gắn kết và người ta ở lại lâu hơn so với những video khác. Và tiếp thứ năm, đặc biệt là các bạn không có kêu gọi người ta follow hay like gì hết nha các bạn. Nếu muốn các bạn có thể để dòng chữ thôi cũng được nữa. Bởi vì khi mà khoảnh khắc bạn kêu người ta like hay follow kênh của bạn là coi như là người ta thoát ra ngoài liền. Tại vì người xem họ kỳ cái từ này lắm các bạn. Trong video dài thì mình có thể làm được. Video ngắn cần nội dung ngắn gọn và phải chặt. Cái vụn vặt từng cái câu cú phải là rất là tinh gọn để người ta có thể hiểu được. Bạn phải làm một cái nội dung thật sự là nhất quán từ đầu tới đuôi luôn. Thí dụ mình làm về tarot thì là tarot chuyên tarot. Làm về kiếm tiền là chuyên về kiếm tiền. Làm về âm nhạc là chuyên về âm nhạc. Làm về review là chuyên về review. Tại vì khi video này lên thì video sẽ khác thì nói đua nhau. Cho đó các bạn phải làm đúng một chủ đề để người ta có thể biết là cái kênh này là chuyên làm cái gì đó. Phải nhất quán tất cả nội dung nha các bạn.
bởi vì nó quan trọng lắm, các bạn làm tùm lum tùm la là coi như cũng không được luôn. Phải nhất quán tại sao mình lại chia ra rất là nhiều trang khác nhau, làm từng chủ đề khác nhau, bởi vì mình biết cái trang này là chuyên về tâm lý học, trang này chuyên về tarot, trang này chuyên về kiếm tiền và trang này chuyên về những cái podcast. Đây là những điều mình làm mà thu hút rất là nhiều người xem nha các bạn. Bạn phải tạo ra video làm sao mình mở cái chức năng là vòng lặp lại các bạn, để người xem họ thấy là tại sao cái video nó cứ lặp đi lặp lại, là do mình cài đặt cái đó trong cái video của mình. Từ đó người ta sẽ xem đi xem lại, người ta không biết luôn. Đây là một trong những cách bạn có thể giữ chân người xem, là mình sẽ chia sẻ là các bạn nhớ để thêm cái màn hình, cuối màn hình đó, người ta thật sự sẽ bấm vào cái màn hình đó nha các bạn, bởi vì có một phút rất là nhanh, cho đó cái việc chọn bấm vào cái video tiếp theo cùng nội dung hay cùng series chắc chắn người ta sẽ xem tiếp. Và đây là những cách mà những người ta đã làm rất thành công rồi. Mình chia sẻ cho các bạn mỗi chủ đề như vậy, mình sẽ tạo ra một trang khác nhau. Đây là chủ đề về tâm lý học, chuyên biệt một phần về tâm lý học mà thôi. Và tiếp theo mình chia sẻ cho các bạn một kênh chuyên về xem tarot của mình, làm đúng một nội dung một và sử dụng những cái thủ thuật mình chia sẻ với các bạn lúc nãy. Tiếp theo nữa là một cái kênh chuyên về phong cách đàn ông, mình cũng làm một cái, một là mình theo vòng lặp, mình áp dụng tất cả các phương pháp vào trong những cái trang của mình. Đây là một kênh chuyên về podcast, làm chuyên về podcast kể câu chuyện mà mình kể cho các bạn vừa nghe lúc nãy. Tiếp theo là bạn thấy không, rất nhiều cái hình thức mình tạo được từ những cái video ngắn này và rất nhiều người xem nha các bạn. Và đây là trang Facebook cá nhân của mình, mình làm chuyên về podcast, bạn thấy không, nhất quán một nội dung một, chứ mình không có lăng tăng nhiều nội dung trong một trang, bởi vì các bạn làm tùm lum tà la như vậy không có chuyên trang, người ta sẽ không biết cái trang mình làm cái gì. Đây là những cái mình làm thực sự và mình đã đạt được hiệu quả rất là cao. Đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn là mình được bao nhiêu tiền nha. Trên màn hình trong vòng 7 ngày mình kiếm được 273 đô, bây giờ thứ 14 ngày nha, là 2 tuần kiếm được bao nhiêu, 481 đô, tức là khoảng 15 triệu trong vòng 2 tuần. Thế các bạn nghĩ nó có thật sự là ngon hay không để các bạn kiếm tiền được từ đây? Và Cơ Bì vừa chia sẻ cho bạn những cách mà các bạn có thể áp dụng khi các bạn làm những video ngắn ở trên các nền tảng xã hội. Nó thật sự là hữu dụng cho mình và chung tất cả các bạn có thể làm theo sau này. Và những cái việc này mình đã học hỏi từ những cái YouTuber, những cái người làm về mạng xã hội rất là thành công. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Cũng như thường lệ, nếu bạn thích video này hãy like, share cũng như comment cho biết mình làm chủ đề nào ha. Xin chào và hẹn gặp lại.